Ronaldo lập kỷ lục World Cup, khóc khi hát quốc ca và tức vì sao Ghana. Siêu sao Cristiano Ronaldo chính là tâm điểm của trận đấu Bồ Đào Nha vs Ghana tại lượt trận đầu tiên bảng H World Cup 2022. Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Ghana cùng sự tự tin rất lớn. Tham vọng của họ là giành chức vô địch và giúp Ronaldo đi vào ngôi đền huyền thoại. Seleção đã thi đấu áp đảo Ghana trong suốt hiệp 1 nhưng không tài nào khoan phá được khung thành đối thủ. Phải đến hiệp 2 cơn mưa bàn thắng mới xuất hiện. Ronaldo chính là người mở màn với pha đá penalty thành công ở phút 65. Sau đó, Edu gỡ hòa cho Ghana, nhưng Felix và Leo liên tiếp ghi bàn cho Bồ Đào Nha để nâng tỷ số lên thành 3-1. Kịch tính dâng cao khi Bukari gỡ lại 2-3 cho Ghana ở phút 89. Tuy nhiên, rất may cho Bồ Đào Nha là họ đã bảo toàn được chiến thắng. Với cá nhân Ronaldo, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, vượt qua thành tích của Messi, Klose, Pele, 4 kỳ. Ronaldo có một bàn vào lưới Iran năm 2006, một bàn vào lưới Triều Tiên năm 2010, một bàn vào lưới Ghana năm 2014. Tại kỳ World Cup 2018, anh đã ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha và một bàn vào lưới Morocco. Anh đã ghi tổng cộng 8 bàn ở World Cup, tất cả đều trong vòng bảng. Ngoài ra, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục chơi ở 5 kỳ World Cup cùng 4 cầu thủ khác là Antonio Cabezo, Rafa Enmarquez, Mexico, Lothar Matthäus, Đức và Lionel Messi, Argentina. Với màn trình diễn trước Ghana hôm ngày 25 tháng 11, Ronaldo được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây cũng là lần thứ 7 anh nhận danh hiệu này và tạm thời trở thành người được trao giải thưởng này nhiều nhất. Xếp sau anh đang là Messi và Robben, 6 lần. Cùng ra sân tại 5 kỳ World Cup, nhưng kỳ phùng địch thủ của Ronaldo là Lionel Messi chỉ mới ghi bàn tại 4 kỳ khác nhau. Anh bắt đầu thi đấu ở World Cup vào năm 2006 và cũng ghi bàn ở gần hết các lần tham dự, kể cả 2022, trừ giải đấu vào năm 2010. Pha mở tỷ số vào lưới Ghana cũng giúp Ronaldo cải thiện kỷ lục ghi bàn cho một đội tuyển quốc gia với 118 bàn qua 192 trận. Nhưng anh vẫn còn ít hơn một nửa kỷ lục ghi 16 bàn của Klose ở World Cup. Giải đấu trên đất Qatar cũng sẽ là giải đấu lớn thứ 10 của Ronaldo với đội tuyển Bồ Đào Nha gồm Euro 2004, World Cup 2006, Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016, World Cup 2018, Euro 2020 và World Cup 2022. Anh chính là cầu thủ châu Âu đầu tiên làm được điều này. Trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana bắt đầu, Ronaldo đã rưng rưng nước mắt khi hát quốc ca Bồ Đào Nha. Siêu sao 37 tuổi xúc động khi chuẩn bị bước vào những ngưỡng cửa lịch sử. Ngoài ra, Ronaldo cũng được chú ý khi cảnh săn ảnh chụp được khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng ngay trước tấm ảnh lớn của đại kình địch Messi. Đáng chú ý, khi Ronaldo vừa được rút ra nghỉ thì Ghana có được bàn thắng rút ngắn cách biệt và cầu thủ ghi bàn là Osman Bukhari đã có màn ăn mừng theo phong cách siêu quen thuộc của CR7. Khi chứng kiến khoảnh khắc này, khuôn mặt của Ronaldo tỏ ra đặc biệt khó chịu. Anh tức giận vì đội nhà phải nhận bàn thua và có nguy cơ mất 3 điểm. Ngoài ra, có vẻ Ronaldo cũng bực mình khi Bukhari dường như đang trêu người anh. Rất may là Bồ Đào Nha bảo vệ được tỷ số và Ronaldo có thêm cơ hội tiến xa tại giải đấu. Chiến thắng 3-2 trước Ghana giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng H. Ở hai trận còn lại, họ lần lượt gặp Uruguay và Hàn Quốc.